có rất nhiều mục đích, và trong những mục đích đó là muốn giúp các bạn tìm được đam mê, ước mơ con người của mình qua nghệ thuật, đặc biệt là vẽ. Và bên cạnh đó, các bạn có thể sử dụng các bức vẽ của mình để có thể in áo, vẽ lên các sản phẩm, tới sản phẩm nó rất là đặc biệt và có thể bán nó. Có rất nhiều cách để kiếm tiền từ nó. Đây là một trong những cái bức vẽ mà một bạn trong workshop hôm nay đã vẽ, và nó khá là lạ, rất là đặc biệt. Và chúng ta có thể dùng nó để in lên quần áo. Nếu chúng ta vẽ được thì càng tốt, còn nếu không chúng ta có thể scan lên máy tính và in. Điều đó đã có một bạn trong workshop cũ của chị làm rồi, và nó rất là đẹp. Khi mà chúng ta làm thế, chúng ta có thể vẽ những bức vẽ đơn giản hơn, không vẽ cầu kỳ quá. Cứ thử, vì chiếc áo này có 70.000. Nếu chúng ta mua một chiếc áo trơn, chắc chỉ khoảng 30-40. Chúng ta mua màu acrylic, hoặc là chúng ta in lên, chúng ta post lên mạng và chúng ta bán. Cứ thử thôi, nếu mà không bán được thì các bạn mặc, hoặc tặng bạn bè, coi như vui. Có rất rất nhiều cách để mọi người kiếm tiền, không chỉ là những cái nghề mà mọi người đang làm. Có rất nhiều cơ hội, nếu như không một ai nhận các bạn làm việc thì các bạn hãy tự tạo ra công việc bằng chính khả năng của mình, không cần nhờ đến ai cả.